Bí quyết chỉnh màu độc lạ trên máy ảnh Nikon mà rất nhiều bạn không hề biết. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh một số màu độc lạ trên máy ảnh Nikon mà rất nhiều bạn không hề biết. Xem hết video này sẽ giúp bạn chỉnh được những cái màu ảnh độc đáo trên máy ảnh Nikon. Thì hôm nay mình đang cầm chiếc máy ảnh là Nikon Copic S9700. Thì một số bạn mà có những chiếc máy ảnh khác thì có thể kiểm tra xem cái máy của mình có những chức năng chỉnh màu như máy ảnh này không. Nếu có thì các bạn có thể làm tương tự như máy này để chỉnh ra những cái màu độc lạ. Rồi đầu tiên thì các bạn có thể chuyển vào chế độ M này nhé. Chế độ M là chế độ manual, là cho phép chỉnh khẩu độ và tốc độ bằng tay. Mình nhìn vào đây thì nó sẽ cho phép mình chỉnh được ba cái chức năng. Đây là bên đây là tốc độ, đây là khẩu độ, và mình qua bên đây là chỉnh liên quan về màu sắc nha. Vừa mình bấm ở đây nó kêu mình bấm chữ OK thì mình bấm vào chữ OK. Đầu tiên là cái chỉnh RGB là huê nè. Các bạn thấy trên màn hình này là những cái màu sắc này là cái màu theo kiểu tự nhiên rồi đó. Bây giờ mình bấm nút lên nè. Nút lên này là mình tăng vàng lên đúng không? Mình tăng lên tí xíu nè. Này tăng lên nó thiên hướng về tăng đỏ lên nè. Nó đỏ hơn, đậm hơn nữa nè, nó đỏ hơn, gắt hơn nữa. Và mình bấm xuống này nữa nè, xuống này là trung tính, cái dòng màu trắng là trung tính, tức là cái màu cân bằng của nó. Và mình xuống đây nó sẽ hơn hướng hướng về xanh nha. Nó thiên hướng về xanh. Hiện cái chỗ này là chỉnh áp dụng đối với các bạn mà thích chụp ảnh theo kiểu màu ấm, tông nóng hoặc tông lạnh nha, hoặc là các bạn thích theo kiểu màu ngã vàng. Thì hiện nay cái trào lưu mà chụp ảnh màu vintage, màu ấm vàng hoặc là tông nhạt, tông lạnh, tông nóng gì đó rất là nhiều bạn thích chụp ảnh là phải ra màu vàng vàng thì các bạn mới chịu. Cái đó là cái trend rồi. Thì nếu như các bạn thích cái kiểu đó thì các bạn bấm lên trên cho mình. Mình bấm và mình trải nghiệm nha. Bây giờ mình bấm lên hai đơn vị nè, hai bước, thì mình xem coi cái màu này mình ưng ý chưa. Mình sẽ chụp, mình chụp 5-7 tấm, sau đó mình xem lại hình ảnh. Nếu như các bạn cảm thấy là mình ưng ý rồi thì coi như là mình chỉnh lên từ đó lên, đó là hai bước. Mình chỉnh lên đây một cái nữa, rồi mình bấm mình trải nghiệm. Nếu mình thích kiểu nó đậm hơn thì mình lên đây. Kiểu như mình thích cái màu nó hơi đỏ đỏ thì mình bấm lên đây. Bây giờ mình chụp ảnh một tấm thử nè. Đó, rõ ràng là cái ảnh nó sẽ ra hơi đỏ và hơi đậm đúng không? Rồi mình có thể là ở đây nó sẽ nó hiện cho mình ở đây là cái chữ RGB, là tức là nó báo cho mình biết là hiện nay mình đang có chỉnh chức năng này. Mình có thể qua bên đây nha, mình bấm đây và mình chọn nè, rồi sau đó mình bấm nút xuống nè. Nó nhạt đi đúng không? Nó hơi lạnh lạnh đây nè. Đó. Như vậy thì đối với các bạn thích tông lạnh thì các bạn có thể chỉnh ở đây, sau đó mình bấm nút OK nè. Mình chụp một ảnh tiếp tục. Bây giờ mình bấm là xem lại hình ảnh đã chụp cho các bạn xem. Đây là cái ảnh nó hơi lạnh nha. Qua đây là hơi nóng nè. Đỏ nè, hơi đỏ hoặc là vàng nè. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai, các bạn bấm vào đây. Các bạn có thể vào đây cái chữ Vivid này nè. Nó sẽ làm cho cái màu sắc nó đậm đà hơn. Ví dụ mình lên đây nè. Đó, nó sẽ thay đổi như cái màu nha. Ví dụ các bạn nhìn vào cái màu xanh này nè. Đó, nó sẽ nhạt dần và nó đậm dần. Đó, những cái màu sắc thể hiện trên hình ảnh nó sẽ nhạt hoặc nó đậm dần nha. Thì nó sẽ là kết hợp giữa hai bên, là bên RGB và bên đây luôn nha. Nếu như các bạn qua đây là Exit là thoát cái chức năng này ra. Còn các bạn về đây Reset. Reset là reset lại cái giá trị ban đầu của cái phần chỉnh màu này nè. Ví dụ như mình chỉnh màu nó ra lúc đầu mình chỉnh là sao đó, bây giờ mình bấm nút Reset nó sẽ khác đi nè. Bây giờ ví dụ như mình chuyển qua đây nha, mình chuyển qua đây là mình tăng lên đỏ nè. Sau đó mình qua đây mình bấm nút Reset lại, nó chuyển về giá trị ban đầu, tức là cái hình ảnh tự nhiên của nó. Đây là một cái chức năng chỉnh màu trên cái máy ảnh Nikon Copic S9700. Tiếp theo các bạn có thể qua chỗ Effect này, nó sẽ cũng có rất nhiều chế độ chỉnh màu đây. Khi các bạn chuyển qua cái chế độ mà Effect đó, các bạn chọn cho mình Special Effect nha. Thì mình sẽ giải thích từ trên xuống dưới luôn cho các bạn dễ hiểu. Shop là làm cho ảnh nó sẽ shop hơn, nó mịn hơn một tí xíu. Sepia này thì màu nó sẽ ngã về nâu đỏ nha. Mình đi xuống đây là High Contrast No Monochrome, tức là làm cho cái ảnh nó chuyển qua cái thể loại là trắng đen. Các bạn nhìn trên cái nền này nó lúc đó chuyển qua trắng đen rồi, lên đây nó có màu rồi đúng không? Các bạn xuống đây là chỉnh thể loại là High Key, Low Key và Selective Color. Selective Color này tức là cái lọc màu, mình có thể bấm vào chữ OK này nè, rồi sau đó mình bấm nút chụp. Khi mình bấm nút chụp á, thì trên cái chức năng Selective Color á, nó sẽ cho mình một cái thanh lựa chọn như thế này. Ví dụ như mình lên đây đó là màu xanh á, thì những cái gì mà có màu xanh nó sẽ hiện ra. Mình lên đây màu vàng á, mình chọn màu vàng thì những cái gì mà hình ảnh nó có liên quan đến màu vàng nó hiện ra. Mình lên đây màu đỏ thì những cái hình ảnh mà có liên quan đến màu đỏ nó sẽ hiện ra. Còn nếu mà các bạn lên cái dòng đầu tiên này nè, là tắt cái chế độ mà Selective Color, tức là màu nó sẽ tự nhiên. Các bạn thấy trên màn hình này nó màu rất là tự nhiên, nó có là xanh đỏ vàng đầy đủ.
Nhưng mà khi mình xuống đây thì là những cái gì có màu đỏ nó hiện lên đây nè. Ví dụ như mình để cái này đi, mình để ông già Noel luôn nè. Đó, thì những cái phần mà có liên quan đến màu đỏ nó sẽ hiện ra đúng không? Mình xuống đây mà vàng, cái gì liên quan đến vàng nó sẽ hiện ra. Đó, mình xuống đây là những gì liên quan đến màu xanh nó sẽ hiện ra cho mình. Thì cái chức năng mà Selective Color này sẽ áp dụng đối với các bạn mà thích chụp ảnh theo kiểu là màu độc lạ hoặc là điểm nhấn. Ví dụ như mình chụp tấm ảnh mà mình để ông già Noel đây thôi nha. Ông già Noel này nó sẽ có màu đỏ ra rất là độc đáo, rất là hấp dẫn. Thì mình muốn làm cho cái điểm nhấn là mình chụp cái ảnh này nó có điểm nhấn là màu đỏ. Thì các bạn chọn lên chỗ đây nè, có màu đỏ nè. Thì lúc đó mình chụp cái ảnh á, nó sẽ chỉ là đỏ thôi. Ví dụ mình để ông già Noel lên trên cái hình màu đây nha. Đó. Thì rõ ràng là ông già Noel nó chỉ xuất hiện màu đỏ thôi, còn những cái phần khác nó sẽ chuyển qua màu trắng đen. Rất là độc lạ, rất là độc đáo luôn nha. Do đó những chiếc máy ảnh như thế này thì chức năng rất là nhiều. Rồi mình xuống đây là chỉnh theo kiểu màu hệ Pop, Super Vivid thì màu nó sẽ đậm đà hơn. Gloss, Gloss này nè cũng là một cái chức năng lọc màu nữa. Giờ mình để cái này vào đây cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Mình bấm nút qua đây nè, nó sẽ chuyển qua Gloss nha. Bấm nút OK này là nó sẽ bắt đầu là chọn về Gloss, là nó sẽ add thêm màu. Các bạn thấy là mình đang chọn màu đỏ, nó sẽ cái ảnh nó sẽ ra màu đỏ đúng không? Rồi mình xuống đây xanh nó thì cái ảnh nó sẽ add được màu xanh. Cái màu xanh này rất là độc đáo luôn nha. Mình xuống đây nữa là nó sẽ add màu vàng nhẹ. Hoặc là mình xuống đây là màu xanh đậm nè. Thì đối với các bạn thích chụp ảnh theo màu ấm vàng thì các bạn có thể chỉnh ở đây nó cũng ra màu vàng luôn nè. Rất là hấp dẫn luôn nha. Đặc biệt là các bạn chụp trong quán cà phê á, là rất là độc đáo, rất là hấp dẫn luôn. Qua đây này hơi xanh nè. Thì những cái chức năng màu này á, là mình quay clip hướng dẫn sử dụng cho các bạn, mình quay trong phòng vào buổi tối á, thì có thể là các bạn xem á, các bạn sẽ không khó hình dung được là cái này nó độc đáo như thế nào. Khi mà các bạn cầm cái máy này ra bên ngoài á, hoặc là trong một cái quán cà phê mà các bạn muốn chụp á, các bạn test thử á, thì các bạn sẽ thấy sự độc đáo, rất là độc đáo của cái chức năng này. Các bạn có thể xuống đây là Toy Camera Effect 1. Thì cái Effect 1 này á, là nó sẽ làm cái màu hơi ấm vàng tí xíu và nó có cái viền đen đây nè, rất là hấp dẫn luôn. Nó giống như những cái hình ảnh cũ nha. Rồi mình xuống đây là Tone Camera Effect kiểu 2. Kiểu 2 thì nó màu nó hơi nhạt hơn một tí xíu. Ok, thì mình cũng vừa hướng dẫn các bạn khá là nhiều những cái chế độ chỉnh màu trong cái máy ảnh Nikon này. Thì các bạn nào có những chiếc máy ảnh mà tương tự như thế này, các bạn có thể nghiên cứu và chỉnh xem nó có những cái chức năng độc đáo này hay không. Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn, mình tên là Máy Ảnh Lý Bill. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram, cũng tên là Máy Ảnh Lý Bill luôn nha. Thì đây là hai cái kênh của mình. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó, thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm. Thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp. Mình có bán máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh. Thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi. Khi các bạn có mua máy bên kênh của Lý Bill á, thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn, gồm có máy, pin, sạc pin, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng. Thông qua cái kênh YouTube của mình thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào. Ok, nếu như thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh. Cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình, nếu thấy sự uy tín của mình, các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn. Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanks trên YouTube nhé. Ok, mình là Máy Ảnh Lý Bill. Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.